Chương trình Ở Nhà Tối Thứ Sáu trong tháng này. Không sao đâu, cậu không đơn độc. Chị Kishimoto, cảm ơn chị. Tìm được rồi. Có chuyện gì vậy? Chúng ta có 100 triệu yên. Vợ của mỗi quan chức đều có một mặt không ai biết. Em đáng yêu quá. Eto, em hẹn hò với tôi nhé. Ở Nhà Tối Thứ Sáu, đón xem vào tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Red by HBO. Thưởng thức hương vị Á Châu cùng Red by HBO trên các hạ tầng MyTV, FPT, HTVC.